Xin mời tất cả các quý vị dọn lòng đến với Chúa trong để nghe bài giảng qua mục sư David Giang Đông, và xin Chúa đầy ơn ở trên mục sư ạ. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin thân ái kính chào tất cả quý ông bà chị em, đặc biệt là những tôi tớ Chúa có mặt ở trong phòng Zoom thanh niên yêu Chúa mở rộng. Đặc biệt gửi đến là yêu thương từ Hội Thánh Vườn Nho Arizona, tiểu bang Arizona, Hoa Kỳ đến mục sư Đoàn Lộc cũng như quý ông bà chị em, quý anh chị em ở trong ban điều hành của Zoom này. Và không quên gửi lời thăm nhiệt huyết đến các bạn trẻ ở trong chương trình này. Các bạn là những nhân vật chính sau Chúa của chúng ta. Chúa là đấng nhân vật chính ở trong phòng Zoom này. Và sau đó thì chương trình như tên gọi đó là Thanh Niên Mở Rộng. Tôi cảm thấy nhiệt huyết của Thanh Niên Mở Rộng ở trong chương trình này buổi tối hôm nay. Quý vị có thấy nhiệt huyết không? Cảm ơn Chúa. Tôi thấy mình trẻ lại khi nhóm chung với các bạn trẻ. Mà ủa, mình đâu có già đâu, phải không à? Quý vị, tất cả chúng ta mà nhóm ở đây dù chúng ta có tuổi như thế nào nhưng mà thấy mình trẻ lại là cái chắc. Quý vị có đồng ý không? Cảm tạ Chúa của chúng ta. Thưa tất Amen. cả quý ông bà chị em, chúng ta đều trải qua cái tuổi trẻ, và quý vị, những bạn trẻ chúng ta đều có những thành tích, và có thể nếu có thời gian thì tôi muốn quý vị kể ra những thành tích của mình. Lúc mình trẻ mà làm gì, phải không? Muốn muốn nghe các bạn lúc trẻ các bạn làm gì, và còn muốn nghe nhiều hơn là khi chúng ta làm những gì cho Đức Chúa Trời của chúng ta, cho công việc của Chúa. Có một tổ chức gọi tên là Tuổi Trẻ Với Một Sứ Mạng, được thành lập từ thập niên 60 của tôi cũng nhớ là đó là ông Lauren Cunningham, và ông đặt cái tên là Youth With A Mission. Và cái tuổi trẻ với một sứ mạng này có rất nhiều những bạn trẻ đã tham gia vào, là sinh viên đi khắp các nơi trên thế giới, hơn 150 vùng lãnh thổ trên quả địa cầu này, và những người trẻ họ cũng đến Việt Nam vào thập niên 90. Và tôi cũng với lúc đó cũng là một thanh niên háo hức mạnh mẽ và tham dự các chương trình với Tuổi Trẻ Và Một Sứ Mệnh. Thưa quý vị, tất cả chúng ta đều dùng cái sức của mình, cái sức trẻ mà Chúa ban cho mình để phục vụ Chúa, thì đó là một một điều rất đẹp và đáng cho trân quý và cổ suý để chúng ta cần làm việc đó. Ở trong Kinh Thánh cũng có một người trẻ tuổi nói rất rõ đây là một thanh niên, và khi mà ông còn trẻ đó thì ông chém giết nhiều lắm. Sao hôm nay tôi lại vào ở trong cái chương trình này lại nhắc cái chữ chém giết, rồi làm những cái việc mà rất là tàn độc. Và người đó không ai khác là người rất nổi tiếng mà quý vị có thể biết rằng từ lúc trẻ ông đã làm việc đó. Có hai điều chúng ta lưu ý ở trong cái cuộc đời của ông này. Tôi đọc lên để có một câu đố thêm cho quý vị. Các bạn trẻ chúng ta có 7 câu đố hồi nãy phải không ạ? Người này đó, người này có thành tích là giữ quần áo của những người ném đá Ê-ti, và người này Kinh Thánh ghi rằng họ để nơi quần áo của mình nơi chân một thanh niên, nơi chân một thanh niên, rồi kéo Ê-ti ra ngoài thành và ném đá người. Quý vị biết ai chưa? Rồi thêm một câu câu Kinh Thánh nữa nói về cái thành tích của người thanh niên này nữa nè. Bây giờ người thanh niên này hung hăng đe dọa và hăm giết các môn đồ của Chúa. Rồi một cái đoạn khác nữa ở trong Công Vụ Sứ Đồ. Có bạn đã trả lời rồi đó. Cảm ơn các bạn. Người thanh niên này đã bộc bạch như thế này: tôi đã từng bắt hại đạo đạo này cho đến chết, bắt trói và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Quá quá kinh khiếp. Sao hôm nay mình học gương tốt mà sao hôm nay lại nói đến một cái người thanh niên quá đặc biệt này. Và có thể tôi và các bạn trẻ một thời nông nổi chúng ta cũng làm điều gì đó, cũng không tới nỗi tệ như người thanh niên này, phải không ạ? Và thưa quý vị, các bạn trẻ thân mến, người thanh niên này sau đó đã gặp Chúa, được Chúa biến đổi. Ngài đổi tên của người thanh niên này từ Saulơ để biến đổi thành Phaolô. Và nếu Đức Chúa Trời đã dùng sức trẻ của một Saulơ hằng hung hăng
đâm chém, giết những người kính sợ Đức Chúa Trời, ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời, thậm chí là vô các phòng Zoom để post những điều không hay. Chúng ta chưa có trải qua những cái cảnh tượng là khi chúng ta đang nhóm như thế này có những kẻ xấu vào. Và nếu như mà một ai đó làm cái việc đó thì họ có thể họ làm, nhưng mà một ngày gần nhất Đức Chúa Trời sẽ cứu họ và đem họ trở lại với Chúa. Như tất cả chúng ta thường thấy ngày xưa chúng ta có những cái cuộc sống chống đối với Đức Chúa Trời, thì Ngài biến đổi chúng ta để dùng sức trẻ của chúng ta cho công việc của Đức Chúa Trời. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu quý vị câu chuyện về một người đã được Đức Chúa Trời biến đổi, và ông từ một người xấu để biến đổi, một người thanh niên trẻ biến đổi để ông có cái lời khuyên chân thành nhất cho chúng ta qua công vụ đoạn 23, từ câu 1 cho đến câu 11. Bởi vì phân đoạn Kinh Thánh này dài cho nên tôi khuyến khích quý vị ở nhà quý vị đọc thêm, và tôi sẽ đọc trích ra một vài câu ở trong cái phân đoạn này để chúng ta tham khảo và chúng ta nhận ra cái bài học của mình hôm nay. Đại loại như là khi mà Phaolô lúc bây giờ đã được Chúa thăm viếng, Chúa thay đổi và trở nên một người sứ đồ của Chúa, thì ông bắt đầu truyền giáo. Và khi ông truyền giáo như vậy đó, thì ông bị những cái người đồng bạn của mình năm xưa là những người Pharisee, là những người dạy luật, rất là căm ghét từ cái việc kính nể. Bây giờ họ căm ghét, họ muốn thủ tiêu Phaolô, và họ mới giải trình Phaolô và kiện cáo Phaolô đủ điều. Và tại tòa công luận thì ông giải trình và ông tự binh vực mình. Khi mà ông giải trình như vậy thì ông đã nói lên cái tâm tình của mình, nói lên cái lẽ sống của mình khi gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và cái sứ điệp quan trọng nhất của Phaolô mà quý anh chị em đã trả lời trong cái câu hỏi thảo luận vừa rồi, đó là Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại. Cái sứ điệp của Phaolô là nói về Chúa là cứu thế, là đấng đã cứu ông, thay đổi ông từ một thanh niên xấu xa, hung hãn để trở thành một sứ đồ. Ông muốn người ta nhận thấy cái sự thay đổi đó. Và ông có ba điều để khích lệ tất cả chúng ta, những người trẻ cũng như những người cao tuổi nhưng mà thấy tâm hồn mình trẻ. Thì đây là ba điều mà sứ đồ Phaolô chuyển tải đến cho chúng ta hôm nay, sống cho Đức Chúa Trời trong cái sứ điệp sống cho Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất là hãy sống ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Điều thứ hai đó là sống chia sẻ phúc âm của Chúa. Và điều thứ ba là sống đồng tù đồng chết với Chúa. Ba điều thôi cho tất cả chúng ta là những người hưng hực lửa trong đời sống của mình nha quý bà chị em và các bạn trẻ của tôi. Điều thứ nhất chúng ta nói đến, Phaolô khi đứng trước tòa công luận, ông đã khuyên, ông đã giải trình, ông đã giải bày tấm lòng của mình. Vâng, tôi là một Saulơ ngày trước, tôi là một Saulơ trẻ tuổi hung hăng đây. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ cho tất cả quý vị, những người trong tòa công luận này biết thế nào tôi đã được thay đổi, đã được biến đổi, để rồi tôi ăn ở trọn lương tâm với Chúa. Tôi thế nào ngày hôm nay là bởi vì cái cách hứa nguyện của tôi với Chúa, là tôi sẽ hứa với Ngài rằng tôi sẽ ăn ở trọn lương tâm với Đức Chúa Trời. Những gì tôi làm Đức Chúa Trời thấy, những gì tôi làm trở nên tấm gương cho những người trẻ và đồng bạn của tôi. Điều ông chia sẻ, ông bắt đầu cái sứ điệp của mình, ông bắt đầu cái lời binh vực của mình: hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày hôm nay. Và ngay lập tức ông bị vả miệng, bởi vì cái điều đó nó không có đúng với lại cái tinh thần của các thầy dạy luật lúc bấy giờ. Cái điều này làm cho tôi suy nghĩ nhiều. Với ngày hôm nay, khi mà chúng ta sống ở trong một cái xã hội đa văn hóa, nhất là ở tại Hoa Kỳ, như một sư Đoàn Lộc vừa nói, vừa trình bày, thì chúng tôi đang sống ở trong một cái xã hội mà có rất nhiều chủng dân sinh sống, hơn 200 chủng dân sinh sống, sắc tộc sinh sống, hơn 200. Và có rất nhiều cái văn hóa khác nhau, và đặc biệt là cái xã hội cấp tiến ngày hôm nay. Và nếu như tôi và quý vị sống như một người nhân đức đó, là bị chế cười liền. Và cái điều này có thể xảy ra trong xã hội hiện nay ở tại Việt Nam. Có thể quý vị không có rượu bia, không có rượu chè, không có thuốc lá, không có văn tục như những người thế gian, thì họ sẽ thấy lạ và bắt đầu họ chế cười chúng ta liền. Và cái điều này sứ đồ Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng dù cho bóng tối chung quanh khiếp kinh thế nào, ông vẫn là một người làm chứng cho những người chung quanh mình rằng các bạn có thế nào, quý vị có ra sao, thì tôi đây trước mặt Đức Chúa Trời tôi ăn ở trọn lương tâm cho tử tế cho đến ngày hôm nay. Đây là một thách thức cho giới trẻ chúng ta. Cho nên quý vị, hồi nãy cái câu hỏi, tôi có để ý cái câu hỏi đầu tiên đó. Cái điều gì là cái điều thách thức cho quý vị? Cái điều gì là cái điều mà chúng ta thấy khó cho mình?
đó là việc chúng ta phải chết con người cũ của mình, đóng đinh con người cũ của mình. Khó lắm quý vị. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta sống trong cái bối cảnh hiện nay. Hãy làm gương sáng, hãy lấy chọn lương tâm của mình, ăn ở tử tế trước mặt ai thưa quý vị, không phải trước mặt mục sư của mình, trước mặt hội thánh. Bởi vì trong hội thánh quý vị có thể tỏ ra là một thanh niên yêu Chúa, nhưng mà khi mà ra khỏi hội thánh á, có thể chúng ta khác à, chúng ta trở thành thanh niên yêu đời. Nãy yêu Chúa, bây giờ ra ngoài chúng ta trở thành thanh niên yêu đời, yêu thế gian, thay vì yêu người bây giờ yêu tùm lum, quý vị thấy không, đủ thứ hết. Cho nên trước mặt Đức Chúa Trời, Cơ Đốc giáo không thể suy xuyển được, bởi vì họ biết rằng có một Đức Chúa Trời thấy ở chỗ người khác không thấy. Khi mà chúng ta biết được Đức Chúa Trời theo dõi chúng ta, Ngài theo dõi chúng ta, thì chúng ta sẽ sống kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài theo dõi chúng ta, con ngươi của mắt Chúa vẫn theo dõi mọi chúng ta. Cho nên hỡi các bạn thanh niên yêu Chúa, điều đầu tiên đó là hãy nói như Phaolô rằng: tôi ăn ở trước mặt Đức Chúa Trời, lấy chọn tương tâm tử tế mà sống cho Ngài. Ở trong Philip đoạn 2 câu 15: hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, đừng nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ chết được, lại giữa dòng dõi đó giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Philip, thơ Philip đoạn 2 câu 15. Quý vị nhớ câu kinh thánh này. Mà đã là không vít, không tì, không chỗ trách được, khó quá. Chúa ơi, xin giúp đỡ con. Và quan trọng là ở chúng ta đang ở trước mặt Đức Chúa Trời, không phải trước mặt mục sư, không phải trước mặt anh em của mình. Dĩ nhiên khi chúng ta sống tốt thì nó sẽ bày tỏ ra, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời bất kỳ lúc nào, lúc ngủ, lúc đi, lúc đứng, lúc nói, lúc ăn, lúc sinh hoạt, lúc hoạt động, lúc hầu việc Chúa, thậm chí lúc thờ phượng nữa. Để có những người đang thờ phượng nhưng mà tâm trí đang hướng về người khác, tâm trí đang hướng về những cái việc khác. Trước mặt Đức Chúa Trời lúc nào cũng hãy để Đức Chúa Trời ở trước mặt mình. Thưa anh chị em, thưa các bạn trẻ. Điều kế tiếp ở trong phần 1 này: ăn ở trọn lương tâm với Chúa là sống theo ý Đức Chúa Trời chứ không phải theo ý của con người nha quý vị. Quý vị biết tại sao ông Phaolô lúc bấy giờ vẫn còn là một chàng trai trẻ bị vã miệng khi mà ông nói ông sống ăn ở trọn lương tâm với Chúa? Có bao giờ quý vị bị vã miệng chưa? Có người nói là tôi chưa bao giờ bị vã miệng, nhưng mà khi mà chúng ta nói điều gì đó nghịch lại với thế gian thì họ label chúng ta, họ dán nhãn cho chúng ta, họ dán nhãn cho chúng ta. Khi tôi đi làm ở những cái vũ trường lớn, người ta mời tôi điếu thuốc lá, tôi không hút thuốc, tôi nói tôi tin Chúa, tôi không hút thuốc, thưa bạn. Vậy ông chích hả? 30 năm trước người ta hỏi tôi vậy, ông chơi hàng nóng hả? Tôi nói không, tôi tin Chúa, tôi không hút thuốc. Họ dán nhãn cho chúng ta khi chúng ta không theo cách của họ. Chúng ta đọc trong câu 2: nhưng thầy tế lễ thượng phẩm là Anania biểu mấy kẻ đứng gần Phaolô vã miệng người, bởi vì Phaolô nói không đúng theo ý mấy ông. Bởi vì Phaolô nhận biết Đức Chúa Trời, Phaolô nhận biết Giêsu là con của Đức Chúa Trời, sứ điệp của ông là Chúa Giêsu là đấng đã đến thế gian, đã chết cho ông và đã sống lại vì cớ ông. Ông giao giảng sứ điệp đó. Và đó không phải là ý muốn của các thầy tế lễ thượng phẩm. Thầy tế lễ thượng phẩm lúc bây giờ. Và ông đã định hướng cho Phaolô. Phaolô phải nói như thế này nè. Giêsu không phải là con Đức Chúa Trời. Tôi đọc tới đây thì tôi muốn khích lệ các bạn trẻ rằng: các bạn ơi, đừng để cho thế gian định hướng chúng ta. Dễ lắm thế gian định hướng chúng ta. Nhưng mà anh chị em, nếu như chúng ta đi con đường của Chúa đó, thì họ muốn định hướng chúng ta không được. Và khi họ không định hướng chúng ta đó, thì họ sẽ dán nhãn cho chúng ta. Khi các bạn, người ta rủ các bạn đi hát karaoke á, các bạn nói không, tôi hát thích hát thánh ca thôi. Họ dán nhãn chúng ta liền: bộ tu hả? Tôi mấy kiếp rồi. Quý vị, tôi muốn dùng những sự thực tế xảy ra cho quý vị và tôi, để chúng ta hãy ngước thẳng lên và chúng ta cảm ơn Chúa. Vì đây là một cái thách thức cuộc đời con vượt qua được. Chúa thưởng cho con và Chúa giúp sức cho con. Quý vị đừng có ngại khi người ta dán nhãn mình khi mình không theo giống như họ. Và ở đây Phaolô bị vã bởi vì Phaolô không theo định hướng của họ. Và cảm ơn Chúa. Quý vị, lời của Chúa dạy chúng ta trong Ti-mô-thê thứ 2 đoạn 3 câu 12: thật vậy, tất cả những ai muốn sống một đời tin kính trong Đức Chúa Giêsu Christ sẽ bị bắt hại. Anh chị em, chúng ta còn những người trẻ, chúng ta có mối quan hệ xã hội rất rộng, và quý vị sẽ bị khó khăn, bị dán nhãn,
bị gây khó khăn trong cách sống của mình một cách tinh kính. Nhưng mà anh chị em hãy tiếp tục bám lấy Chúa, và chúng ta càng bám lấy Chúa, chúng ta bày tỏ Chúa ra đó, một ngày kia họ được thay đổi, họ được ăn năn, họ trở lại với Chúa đó, thì họ sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời như thư Phi-e-rơ thứ nhì hay thứ nhất gì đó tôi nhớ, sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên chúng ta rồi, hãy kiên nhẫn và bền đổ khi chúng ta chịu những cái hoạn nạn như vậy. Cái kẻ dèm chê chúng ta sẽ quay trở lại để ngợi khen Đức Chúa Trời. Quý vị biết không, họ dán nhãn chúng ta, nhưng mà khi mà họ đi nói với người khác á, họ nói rằng cái người đó tốt lắm á, cái người đó đó hay lắm á, họ họ trong sâu kín của họ đó là họ rất là quý nể quý vị, bởi vì họ thấy trong quý vị có một Đức Chúa Trời lớn lao, và đó dường như là một cái khiên để che chở chúng ta. Quý vị, khi tôi đi làm ở ngoài đời như vậy đó, va chạm với những cái người mà xã hội như vậy, thì sau này thì cái sự tuyên bố một lần của mình lúc bấy giờ, tôi là Cơ Đốc nhân, và sau này khi mà họ mời mình thuốc lá, họ mời mình rượu bia, họ mời mình nhảy đầm, họ mời mình karaoke, thì họ cẩn thận lắm, họ nói với nhau rằng ê, ông đó tin Chúa, ổng tin lành á, ổng không có mấy cái vụ đó đâu. Quý vị, đó là một cái khiên để bảo vệ chúng ta ngay từ đầu. Đừng cả nể, đừng sợ, đừng nể mà chúng ta nói ô bây giờ mình nhấp chút xíu thôi đâu sao đâu, nhưng mà đó là cái bẫy cho chúng ta sau này. Cho nên anh chị em nhất quán từ ban đầu, ở trước mặt Đức Chúa Trời tôi lấy trọn lương tâm ăn ở tử tế. Quý vị nhớ hai chữ tử tế nha, trước mặt Chúa chúng ta ăn ở tử tế, Chúa thấy chúng ta. Quý vị, ở những người trẻ, quý vị sống nhân đức và tinh kính trong Chúa đó thì sẽ bị bắt hại, hay nói cách khác quý vị sẽ bị dán nhãn, và đừng ngại, chúng ta hãy tiếp tục sống cho Đức Chúa Trời và đừng theo định hướng của thế gian. Đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với quý vị. Các bạn trẻ, điều thứ hai, sống chia sẻ phúc âm của Chúa. Đây là cái phần mà tôi rất là hứng khởi và hào hứng quý vị. Tòa công luận lúc bấy giờ ở trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc là Công vụ đoạn 23. Tòa công luận lúc bấy giờ có hai loại người, một loại người là phe Pharisee và một phe Sadducee. Pharisee là những người giữ luật pháp, tin hết những điều Đức Chúa Trời phán trong luật pháp Môi-se. Nhưng mà Sadducee đó, họ chỉ tin, họ chỉ theo năm ký, hồi nãy chúng ta đọc Kinh Thánh mình có 7 ký đó, thì năm ký đầu tiên, năm ký đầu tiên là từ sách luật pháp Môi-se đó, là những cái những luật lệ của Môi-se thì họ giữ, nhưng mà họ không có tin và sự sống lại về sau. Thì họ cũng không tin thiên sứ nữa, tức là họ chỉ làm chánh trị thôi. Thì hai cái phe này đó, họ có mặt ở trong cái tòa công luận đó, họ tò mò, họ coi Phaolô nói cái gì. Và Phaolô rất là khôn ngoan. Ở tại đó Phaolô ông không chỉ binh vực mình một cách đơn sơ, nhưng mà ông còn tận dụng cái cơ hội để chia sẻ phúc âm của Chúa. Ông bà anh chị em, chúng ta có, anh chị em, các bạn trẻ, chúng ta có tận dụng cái cơ hội để chúng ta nói về Chúa Giê-xu không? Quý vị ơi, nói về Chúa Giê-xu đó có nhiều cái lợi lắm. Thứ nhất á, là chúng ta nói về Chúa cho người khác. Thứ hai á, chúng ta đem, thứ hai đó là chúng ta tự bảo vệ mình. Chúng ta gián tiếp công bố rằng tôi là Cơ Đốc nhân. Và những cái điều mà thế gian nó hướng và nó tấn công chúng ta đó, thì chúng ta đã có một cái lớp bảo vệ từ ban đầu khi chúng ta nói về Chúa rồi. Ông bà anh chị em. Và ở đây thì chúng ta thấy sứ đồ Phaolô đã tự bảo vệ mình rồi. Và bây giờ ông nói về Chúa Giê-xu, ông chia sẻ về Chúa ngay cả lúc không gặp thời. Ông gặp thời thì ông cũng chia sẻ, mà bây giờ không gặp thời là ở chỗ này nè. Ở trong câu 6 đến câu 7 của Công vụ đoạn 23. Hỡi anh em, tôi là người Pharisee, Pharisee, con của dòng Pharisee. Ấy là vì sự trông cậy của chúng ta là, và sự sống lại của những kẻ chết mà tôi phải chịu xử đoán. Người vừa nói xong như vậy thì sự cãi lẫy nổi lên giữa người Pharisee và người Sadducee và hội đồng Chi-phe-ra. Quý vị, bây giờ ông dựa vào ở trong cái niềm tin mà đúng nhất với Kinh Thánh á, bắt đầu ông nói và bắt đầu có sự phân rẽ ở đây. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là cái sự nhạy bén của sứ đồ Phaolô để ông chia sẻ cái sứ điệp của Chúa đặt để cho ông, cho những người ở trong cái tòa công luận đó. Các bạn trẻ của chúng ta, chúng ta hãy tập chia sẻ lời Chúa cho ngay cả những giáo sư ở đại học đang dạy chúng ta. Tôi đã có từng chia sẻ cho hai vị giáo sư ở trong đại học mà tôi học. Và trong một cái chương trình, tại vì tôi học ở học viện âm nhạc ở Việt Nam, và khi mà những cái kỳ thi đó thì nhiều giáo sư ngồi lại lắm, và học sinh sinh viên cả trăm người á, và tôi mới trình bày cái tác phẩm của tôi. Quý vị biết tôi sáng tác một bài thánh ca, giống như một sư đoàn lọc hồi sáng mà ông cũng sáng tác bài thánh ca vậy đó. Tôi đưa vô cả cái khán phòng đó, nghe cái bài thánh ca đó im phăng phắc, họ cho điểm.
khá thôi chứ không dám cho điểm tốt, bởi vì họ sợ là cái bài cái đó trở thành một cái tinh thần sau này để mà các sinh viên khác bắt chước. Họ kêu tôi vô, họ nói thưa sinh viên, lúc đó tôi chừng 20 30 thôi, sinh viên dáng đâu, bạn có thể trình bày bất kỳ tác phẩm nào, nhưng bạn đừng có trình bày tác phẩm về tôn giáo ở trong học viện này. Thầy của tôi thì duyệt, ông thầy mà giúp cho tôi đó, ông duyệt cái bài đó, ông thấy cái giai điệu bài hát và cái bài thánh ca đó nó trong sáng, nó tốt quá. Nhưng mà những cái người đảng viên họ rất sợ khi mà cái bài thánh ca vang lên ở trong một cái khán phòng hàng trăm sinh viên và giáo sư. Và tôi cố ý, bạn chị em, tôi cố ý cái việc đó, bởi vì tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết rằng Chúa Giêsu của tôi là đấng chết và sống lại vì tôi là một cơ đốc nhân. Thương bạn chị em, tôi nói với tất cả những người bạn của tôi và những giáo sư của tôi, họ dán nhãn tôi luôn, sinh viên tin lành ở trong cái trường học viện âm nhạc, quốc gia âm nhạc lúc bây giờ, hồi xưa nó tên là quốc gia âm nhạc, sau này tên là nhạc viện thành phố. Rồi quý vị, sau này khi tôi lên cao học rồi, học ở đó thì họ có một cái lệnh từ trên công an thành phố xuống và họ không cho tôi trở thành một cái người giảng viên trợ giúp và trợ giảng cho cái trường đó, bởi vì tôi có hồ sơ trong trong cái an ninh. Đúng quý vị, đó, bởi vì người ta dán nhãn chúng ta, nhưng quý vị, chúng ta có thể giảng đạo về Chúa Giêsu gặp thời hay không gặp thời. Quý vị, lỡ mà lọt vô cái quán karaoke rồi, lỡ thôi nha, chứ tôi không có vô, lỡ rồi. Quý vị có thể, ơi, có bài thánh ca nào cho tôi hát đi. Quý vị hát thánh ca trong đó, có mấy cái quán karaoke có thánh ca, quý vị hát lên thánh ca tới bài ủy mị buồn bã thôi, thôi mình đi ra ngoài, ví dụ như vậy, để chúng ta cứu được một vài người bạn của mình hay những người trẻ. Quý vị lỡ thôi, quý à. Có một lần kia thì tôi đi ăn tối, tôi ngồi xuống cái buổi ăn tối đó, và tại vì cái buổi ta đi làm về mà khuya cho nên là hết bàn rồi, bàn nào cũng chật hết, nhưng mà có một cái bàn còn một cái ghế. Tôi hỏi là tôi xin phép tôi ngồi xuống được không các bạn? Được được, anh ngồi xuống đi, anh ngồi xuống, mà nói cái giọng dễ dàng, mà cái mặt là mặt con trai mà nói cái giọng rất là yếu điệu, anh ngồi xuống với chúng em kia. Tôi nói cảm ơn, mà tôi không để ý, bởi vì đi về nó bụng thì khuya về đi ăn thôi. Tá hỏa nhìn ra chung quanh mình toàn là mấy anh chưa xác định giới tính không à, giờ sao chú ơi, mà giờ hết chỗ rồi đâu có đi đâu được. Bây giờ kẹt rồi. Không, tôi vừa ăn hủ tiếu mì, tôi vừa nói về Chúa cho các bạn đi đâu về đó, chúng em đi nhảy đầm về. Tôi cũng mở mới chỗ đó ra, tại vì tôi đi làm, còn các bạn thì đi nhảy đầm. Thế à, tôi nói các bạn có biết Chúa Giêsu không? Tình yêu của Chúa có thể biến đổi cuộc đời của các bạn, Chúa là hy vọng cho các bạn đó. Thì trong đám những cái người mà chưa xác định giới tính đó, thì họ ngồi, có một bạn ngồi nghiêm túc lắm, họ nhìn tôi, anh này anh nhìn tôi và anh bắt đầu anh hỏi những cái câu hỏi sâu hơn, và anh nói với tôi rằng thưa bạn, thưa anh, em là một người Công giáo. Tôi nói Chúa Giêsu vẫn yêu bạn, Chúa có chương trình cho bạn. Tôi không gặp lại những người đó, nhưng mà tôi hy vọng rằng cái sứ điệp đó, cái đêm đó đó đã truyền nhiệt cho những người trẻ lúc bấy giờ có thể lầm lạc. Các bạn ơi, hãy tập như Phaolô, dù gặp thời hay không gặp thời. Ông ở trong tù, là ông cũng hát ngợi khen Chúa, ông ở trong cái tòa công luận ông cũng giảng tin lành. Các bạn trẻ đừng ngại gì hết, chúng ta trước khi họ tung chiêu ra, chúng ta hãy tung chưởng ra. Họ tung chiêu thì chúng ta có chưởng phải không à, lời của Đức Chúa Trời, tấm lòng và nhiệt huyết của chúng ta để giảng tin lành cho những người cần nghe tin lành. Quý vị, chúng ta đi tiếp cho nhanh quý vị, và chắc chắn điều mình tin, điều quan trọng nhất là chúng ta chắc chắn đấng chúng ta đang tin, ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 2. Bởi vì mới có cái câu hỏi rằng quý vị ơi, sứ điệp của quý vị là gì, quý vị có kinh nghiệm Chúa chưa, là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có để trả lời buổi tối hôm nay. Sứ đồ Phaolô nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 đoạn Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 2 rằng: vì tôi đoán định ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Đó là sứ điệp duy nhất mà Phaolô, sứ đồ Phaolô, dẫu có quyền năng, dẫu nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em, nhưng hễ ông mở miệng ra, ông truyền tin lành của Chúa cho tất cả mọi người biết về Giêsu là đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Quý vị, đó là sứ điệp mà chúng ta phải chắc chắn quý vị.
Điều thứ ba để chúng ta kết thúc cái sứ điệp hôm nay, đó là đồng tù, đồng chết với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy, bạn trẻ ơi, đối với quý vị, lý tưởng của quý vị là gì? Quý vị là tấm tình của quý vị hiện nay là như thế nào? Nhưng quý vị hãy hứa với Chúa một điều: con đồng tù, đồng sống, đồng chết với Chúa. À, quý vị, Phi-e-rơ cũng đã nói điều đó với Chúa Giêsu ở trong, được chép trong Luca đoạn 22 câu 33. Đường đến thiên thành nhiều chông gai lắm. Quý vị sẽ nhận thấy ở trong cái phân đoạn Kinh Thánh mà tôi trình cho quý vị trong Công vụ Sứ Đồ đoạn 23 từ câu 1 cho đến câu 11. Thì câu 11, một cái tình tiết mà tôi cũng chú ý và đưa vào cái sứ điệp này. Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng, tức là Chúa hiện đến với Phao-lô khi mà ông bị bỏ tù, ông bị tạm giam ở trong cái tại trại tạm giam đó. Chúa phán rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ. Ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Roma thể ấy. Quý vị, Chúa biết Phao-lô còn đối diện với nhiều cái chông gai trong cuộc đời. Cho nên cái lời mà Chúa đến ở trong đêm đã phán với Phao-lô rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ. Hồi nãy có một câu hỏi cho quý vị đó, cụ ý của cái chuyện, cái việc mà Chúa phán, Chúa dùng cái câu là hãy dục lòng mạnh mẽ có nghĩa là gì, thưa quý vị? Ngài có ý dạy Phao-lô rằng hãy nhận lấy sức của Chúa để tiếp tục đi. Chúa không đến, Chúa nói là Phao-lô, ta ban quyền năng cho con để con đi tiếp trong đoạn đường kế tiếp. Ta ban cho con cái lời nói mạnh mẽ là con làm mù hết nguyên một cái đám ở trong cái tòa công luận đó, giống như con cũng đã từng bị. Giống như Công vụ Sứ Đồ đoạn 13, con cũng đã nói với một cái thầy thầy Pháp ở trên cái đảo cho đoạn 13 đó, ông ta bị mù đó, ngay chốc lát con có thể làm mù hết, Chúa ban cho ta, ban cho con quyền năng để con làm việc đó. Chúa không làm điều đó, nhưng mà Chúa đến, Chúa nói với lại Phao-lô rằng hãy nhận lấy sức của Chúa để tiếp tục đi. Chúng ta không hiểu được chương trình của Chúa, anh chị em. Cho nên các bạn trẻ ơi, chúng ta có thể thấy điều này khó. Chúa ơi, làm sao? Ngày mai con đi học rồi, con muốn tìm một người bạn để con tâm giao với họ, con nói về Chúa cho họ. Làm sao? Đó là nỗ lực của chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy nhận lấy sức của Chúa. Bởi vì Chúa phán với Phao-lô rằng, Ngài hiện đến và nói với ông trong đêm rằng, hãy dục lòng mạnh mẽ, để ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Jerusalem thế nào, thì cũng hãy làm chứng cho ta tại thành Roma thế ấy. Hãy con gái của ta, hãy con trai của ta. Có thể quý vị giờ này quý vị đang đối diện với câu hỏi rằng làm sao, nhưng mà Chúa phán với chúng ta rằng hãy dục lòng mạnh mẽ, có nghĩa là hãy nhận lấy sức của Chúa. Chúng ta có thể làm được việc đó bởi sức Chúa ban cho chúng ta, chứ không chỉ là sự nỗ lực đâu quý vị. Đó là điều mà tôi muốn quý vị nắm bắt. Thêm một vấn đề nữa cuối cùng, quý vị có để ý cái tình tiết mà cái đội quân mà đi theo để hộ tống Phao-lô khi mà họ áp giải Phao-lô đi không? Bao nhiêu người quý vị biết không? 200 người. Có bây giờ mà quý vị được một cái quân đội mà áp giải chúng ta đi đâu đó không? Một tên tù như Phao-lô mà được áp giải tới 200 người là. Điều này nói lên điều gì quý vị? Tôi đọc cho quý vị nghe cái chỗ này rất là lý thú. Đoạn Quản Cơ đòi hai viên đội trưởng dặn rằng trong câu 23. Vừa giờ thứ ba đêm nay hãy sắm sẵn 200 quân và 70 lính kỵ, 200 lính cầm giáo, đang đi đến thành Caesarea, lại cũng phải sắm ngựa nữa để đưa Phao-lô vô sự đến nơi quan tổng đốc Felix. Vậy là vị chi là bao nhiêu người quý vị? 200 quân, 70 lính kỵ và 200 lính cầm giáo, 470 người lận. Một mình Phao-lô mà tới 470 người lận. Điều này Chúa dạy chúng ta rằng quý vị, đội quân hộ vệ chúng ta rất đông, và chúng ta không cô đơn khi chúng ta ra đi để chúng ta hầu việc Chúa. Tôi gửi đến cho quý anh chị em, các bạn trẻ chúng ta một cái lời khích lệ này để cho quý vị biết rằng quý vị không cô đơn, bởi vì Chúa đi với chúng ta ở trong việc chúng ta giảng tin lành, chúng ta chia sẻ về tình yêu của Chúa cho bạn của mình. Những gì mình không làm được á, thì hãy nhận lấy sức của Chúa để hoàn thành cái việc mà Chúa giao cho chúng ta. Và đó là điều mà tôi muốn gửi gắm đến cho các bạn giờ này. Xin cảm ơn tất cả đã lắng nghe lời của Chúa. Amen. Amen. Hallelujah. Rất là cảm ơn mục sư. Tạ ơn Chúa. Sứ điệp của Chúa rất là tuyệt vời cho dân sự của Chúa và đặc biệt là cho các bạn thanh niên. Cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa tiếp tục sử dụng mục sư cho công việc của nhà Chúa. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và giờ đây thì chúng ta thấy rằng là rất là tuyệt vời vào những cái giây phút vừa qua trong chương trình Thanh Niên Mở Rộng.
Và cảm ơn Chúa, giờ đây thì anh Thi cũng muốn giới thiệu một thanh niên yêu Chúa mở rộng, đó là chú tự nhiên bất chợt anh Thi tôi quên, anh Thi có nhắn tin, Chú Hạnh Kiểm đúng không chú ạ? Hạnh Kiệm, vâng, chú Hạnh Kiệm sẽ dâng lên cho Chúa một bài ca tôn ngợi Chúa.